Thưa quý vị và các bạn, sáng nay ngày 19 tháng 11, trường Trung học phổ thông Hoàng Diệu thành phố Sóc Trăng tổ chức họp mặt kỷ niệm 41 năm Ngày Nhà giáo Việt Nam 20 tháng 11 năm 1982, 20 tháng 11 năm 2023. Đến dự có ông Lâm Văn Mẫn, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Sóc Trăng, ông Nguyễn Văn Khởi, Phó Chủ tịch Hội đồng Nhân dân tỉnh, cùng lãnh đạo các sở ngành và đông đảo các thầy cô giáo, cựu học sinh của trường qua các niên khóa. Ở Việt Nam, ngày 28 tháng 9 năm 1982, Hội đồng Bộ trưởng đã ban hành quyết định số 167 lấy ngày 20 tháng 11 là Ngày Nhà giáo Việt Nam nhằm động viên đội ngũ nhà giáo phát huy truyền thống tốt đẹp của nghề giáo, rèn luyện phẩm chất và năng lực, làm gương sáng cho học sinh noi theo. Trong không khí ấm áp của buổi họp mặt, thầy và trò cùng ôn lại truyền thống tôn sư trọng đạo. Dưới mái trường có bề dày lịch sử và truyền thống tốt đẹp, Trung học phổ thông Hoàng Diệu đã xây dựng nên biết bao thế hệ học sinh có đức, có tài, phục vụ cho sự phát triển của tỉnh cũng như của đất nước. Tự hào về thành tích đạt được, các thế hệ học sinh cũng đã bày tỏ lòng biết ơn, những tình cảm tri ân sâu sắc nhất đến tập thể giáo viên nhà trường thông qua những bài chia sẻ và các tiết mục văn nghệ về sự hy sinh thầm lặng của các thầy cô giáo để truyền đạt tri thức đến các thế hệ học sinh. Dịp này, trường đã trao kỷ niệm chương vì sự nghiệp giáo dục cho các giáo viên và trao bằng khen của Ủy ban Nhân dân tỉnh, chiến sĩ thi đua cơ sở cho giáo viên năm học 2022-2023. Các doanh nghiệp Mạnh Thường Quân đã trao 10 triệu đồng cho quỹ khuyến học của trường và 65 suất học bổng khuyến học khuyến tài cho các em học sinh. Thưa quý vị và các bạn, chỉ còn khoảng một tuần nữa, hội đua ghe ngò Ốc Ươm Bóc Sóc Trăng 2023 sẽ chính thức diễn ra. Thời điểm này, sinh khí luyện tập từ các đội ghe ngò đã rộn ràng khắp các phung sóc, các chùa Nam Tông Khmer. Chính quyền các cấp cũng dành nhiều sự quan tâm hỗ trợ các đội ghe trong hội đua sắp tới. Các đồng chí lãnh đạo tỉnh cũng đã đến thăm, biểu dương tinh thần các huấn luyện viên, vận động viên. Chiều ngày 18 tháng 11, ông Lâm Văn Mẫn, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Sóc Trăng đã đến thăm và động viên tinh thần đội ghe ngò chùa Noroka, xã Phú Tâm, huyện Châu Thành. Cùng đi có ông Nguyễn Văn Khởi, Phó Chủ tịch Hội đồng Nhân dân tỉnh và lãnh đạo huyện ủy, Ủy ban Nhân dân huyện Châu Thành. Tại đây, đồng chí Bí thư Tỉnh ủy đã ân cần thăm hỏi và chúc sức khỏe đến các vị sư sãi, ban quản trị chùa, gửi lời thăm hỏi ân cần các vận động viên mọi người cố gắng tập luyện để tham gia thi đấu thật tốt. Được biết, để chuẩn bị tham gia lễ hội Ốc Ươm Bóc đua ghe ngò tỉnh Sóc Trăng năm nay, hơn 2 tháng qua, sau một ngày lo công việc đồng áng, chiều tối các vận động viên đều tranh thủ tập luyện hăng say. Dịp này, đồng chí Bí thư Tỉnh ủy Lâm Văn Mẫn và đồng chí Trương Quốc Điền, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân huyện Châu Thành đã tặng quà cho nhà chùa, tiếp thêm nghị lực phấn đấu cho huấn luyện viên, vận động viên. Nhân chuyến công tác tại địa phương, ông Nguyễn Văn Khởi, Phó Chủ tịch Hội đồng Nhân dân tỉnh, cùng lãnh đạo địa phương đã đến thăm hai đội ghe ngò huyện Thạnh Trị đang trong quá trình chuẩn bị đến với Ốc Ươm Bóc Sóc Trăng 2023. Tại Bông Tức Chắc ở xã Thạnh Tân, đội xếp hạng nhì Ốc Ươm Bóc Sóc Trăng 2022, đoàn xem hai chiếc ghe ngò đã cùng anh em vận động viên giành nhiều thứ hạng vừa qua. Hỏi thăm ban quản trị, ban tổ chức đội ghe về tình hình tập luyện kế hoạch hạ thủy để chuẩn bị cho hội đua năm nay. Tại chùa Lỗ Mới, xã Lâm Tân, với chiếc ghe ngò vừa đóng mới từ sự hỗ trợ của chương trình Mục tiêu Quốc gia dành cho đồng bào dân tộc thiểu số, đang tạo nên khí thế tập luyện sôi nổi cho các vận động viên, cũng như niềm vui của sư sãi, ban quản trị, bà con Khmer trong vùng. Ông Nguyễn Văn Khởi cùng các thành viên trong đoàn đã hỏi thăm về tình hình đời sống của đồng bào Khmer địa phương, quá trình chuẩn bị của đội ghe, tặng quà và động viên các đội cố gắng nỗ lực tập luyện trong những ngày còn lại, phát huy thành tích tiếp tục thi đấu tốt tại hội đua năm nay. Ngoài Bông Tức Chắc và Lộ Mới, trên địa bàn Thạnh Trị còn có ghe ngò Ông Kho ở thị trấn Hương Lợi, từng giành nhiều thứ hạng cao ở các đội đua vừa qua và cũng đang ráo riết tập luyện để đến với hội đua năm nay, Ốc Ươm Bóc Sóc Trăng.